Cựu MC VTV bị tố chia khu cách ly bẩn thỉu, đồ ăn ôi, liên tục tỏ thái độ mẹ thiên hạ đầy sắc sược. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra hết sức phức tạp, rất nhiều chuyến bay đưa người Việt từ nước ngoài trở về để tránh dịch. Thế nhưng, thay vì hợp tác với cơ quan y tế, thì một cựu MC đài VTV lại có những thái độ hết sức sắc sược khiến nhiều người bức xúc. Cụ thể thông tin như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền một câu chuyện tương tự về thái độ sắc sược của những người đòi hỏi vô lý của người Việt tại khu cách ly. Điều đáng nói, cô gái này được xác định là một cựu MC của VTV. Em này về cùng chuyến bay với người nhà mình, lúc từ sân bay đã tỏ thái độ không hợp tác, không chịu đeo khẩu trang. Khi công an yêu cầu đeo thì trả lời xót láo, chỗ tôi không phải đeo khẩu trang, tôi không đeo, xong vỗ đít theo đúng nghĩa đen bỏ đi, tháo luôn đồ bảo hộ vứt vào sọt rác. Thái độ như vậy đã không thể chấp nhận được. Ý thức như vậy từ khi bước chân xuống đất mẹ. Vậy mà em ấy lại đăng ký lên chuyến bay cứu hộ làm gì không biết. Cố về Việt Nam làm gì khi không trân trọng cơ hội mà bao người mong muốn cũng khó có thể có được. Sau một đoạn kể chi tiết về sự quá đáng của cô gái trên, người viết bài đã bày tỏ thêm sự bức xúc của mình và đưa luôn thông tin của cô gái được cho là cựu MC của đài VTV. Thực sự không thể chấp nhận được cái thể loại này. Mặt mũi thì cũng nhìn không đến nỗi mà hành xử kém quá. Riêng cái đoạn không chịu hợp tác, không tuân thủ mệnh lệnh phòng chống dịch, đi từ nước ngoài về không đeo khẩu trang là đã không thể bỏ qua được rồi. Mà nói thật, đi cách ly ở khu quân đội đã được nhường phòng sạch sẽ đẹp đẽ rồi, ăn ở miễn phí 14 ngày, được cơm bưng nước rót tận giường còn muốn thế nào, lại còn thái độ bố tướng như thế. Ai cầm chìa khóa đĩa bay của em ấy thì trả cho em ấy bay về hành tinh của em đi. Nghe kể lại là có toilet mà em không đi trong toilet mà đi luôn vào nhà tắm, xong quay ra chê khu cách ly kém vệ sinh thì đủ thấy em nó không bằng con chó nhà mình. Thông tin về Bùi Linh, sinh năm 1981, nhà ở đội Cấn Bà Đình, Hà Nội, từ Thái Lan bay về Việt Nam vào khu cách ly trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc ngày 2 tháng 8 năm 2020 nhé. Hiện, câu chuyện vẫn đang gây xôn xao cộng đồng mạng, còn về chi tiết cô gái tên Linh này là MC của đài VTV thì vẫn phải đang xác nhận thêm. Thời điểm trước năm 2006, Ngọc Linh, gương mặt MC gắn bó với các chương trình ca nhạc giải trí của VTV3 như là Sao Mai Điểm Hẹn, Cho Cùng Mùa Xanh, tạp chí MTV. Sau này, Ngọc Linh còn dẫn chương trình trò chơi âm nhạc cùng với MC Tuấn Anh. Những năm 2000, Ngọc Linh được rất nhiều khán giả yêu mến bởi lối dẫn nhẹ nhàng, khuôn miệng cười xinh xắn, hiền lành. Tuy nhiên, khi con đường đang rộng mở thì cô MC sinh năm 1981 lại quyết định từ bỏ hào quang sớm gặt hái của mình trong sự nghiệp để đi du học. Đến nay, Ngọc Linh đã trở về nước và chuyển hướng sang làm việc trong ngành marketing truyền thông. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ VinNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.